Cảm ơn Chúa vì buổi tối đầy phước hạnh và đầy năng quyền. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự vận hành của Chúa Thánh Linh đang ở trên phòng Zoom tại nơi 2033 này. Chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi người chúng con đều nhận được một sự đặt để một sự đụng chạm mạnh mẽ từ nơi Ngài. Và khen Chúa, xin Chúa cứ tiếp tục để chúng con luôn luôn, ôi Chúa sẽ đến với trong khung giờ cầu nguyện thì chúng con sẽ nhận được nhiều điều tươi mới hơn nữa. Và chúng con sẽ mỗi ngày chúng con đều có những lời ngợi khen, lời chúc tụng và lời cảm tạ để dâng lên cho Chúa. Chúng con tin chắc rằng tất cả mọi người ở trong phòng dân của chúng con, ôi Chúa, buổi tối hôm nay 241 cửa phòng dân thì tất cả mọi người đều sẽ nhận được sự chữa lành, đều sẽ nhận được một sự đặc biệt nào đó trên đời sống của mình. Chúng con ngợi khen Chúa. Trong danh Giêsu Christ chúng con chúc phước lên hết thảy các đệ tử Chúa và các con dân của Chúa, ai nấy đều kinh nghiệm được Đức Chúa Trời lớn lao lạ lùng ở trên đời sống của mình, trên gia đình của mình. Chúng con ngợi khen Chúa và giờ này chúng con chuyển giao đến khung giờ tiếp theo. Mình xin Chúa ngài chúc phước lên ban thờ phượng, ngợi khen Chúa để họ được sự sức dòng và đầy ơn để đem đến tiếng hát tiếng đàn trong năng quyền của Chúa Thánh Linh. Và chúng con cầu nguyện chúc phước lên cái đầy tớ Chúa, ban phát lời Chúa cũng như sự cầu nguyện. Ôi Chúa, trong sự thăm viếng, sự thúc giục, sự đặt để của Chúa Thánh Linh, chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con tin chắc rằng trải qua từng giờ, ôi Chúa, tất cả mọi khung giờ đều có sự vận hành rất đặc biệt và một cái kỳ diệu từ nơi chính mình Ngài. Chúng con một lần nữa trong sự vinh hiển thuộc về Ngài và một trong sự cầu nguyện. Trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ, Amen.